Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 11 tháng 5 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngủ hành tương hại, điều này khiến cho ngày thứ ba này của tuổi Tý trở nên u tối khi mà bản mệnh chẳng hề cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình như trước. Với bạn tuổi Tý đang cảm thấy lo lắng, sợ rằng tình cảm giữa hai người đã phai phôi. Có thể bạn đang lo lắng thái quá nhưng thực sự thì biểu hiện của đối phương thời gian này thực sự khác lạ và cần phải để tâm. Hãy thử nói chuyện trực tiếp với người ấy xem bạn nhé trong ngày này bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn xuất hiện có lẽ bạn tuổi tý nên tập trung vào công việc là hơn những ý tưởng sáng tạo mới sẽ giúp bạn làm tốt hơn việc của mình giải quyết được những khúc mắc không đáng có tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim trong gia đạo phái nữ gặp nhiều chuyện buồn phiền về công danh tình cảm trong lòng có nhiều bất an sức khỏe không tốt hoặc có nhiều chuyện phải lo nhưng không nên hấp tấp sẽ gặp rủi ro bất chắc tài lộc vào nhanh ra nhanh chờ đợi tin xa không có kết quả lỡ hẹn, bội ước. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy. Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa sang, chỉnh đốn, tu bổ cho nhà cửa, công việc, hoặc ngày có sự gặp gỡ người thân, bè bạn. Không nên dính líu đến công việc, tình cảm của người khác. Đi xa không có lợi. Nên lấy sự hòa giải, tình cảm làm phương châm hành động. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa. Có hỷ sự, tin vui. Nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt. Ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc, công việc làm ăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, nếu thấy có tài lộc bất ngờ thì không nên tiến thêm, dễ hao tài hoặc hao tốn về giải trí, giao thiệp chia chác. Nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn. Có tin xa. Tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có tiệc. Có tin tức tốt về tình cảm, có người đi xa. Tuy nhiên sự việc thường hay có sự trắc trở hoặc có những chuyện xảy ra trái với dự tính. Không nên tranh cãi, nóng vội, bực mình. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, nhưng cũng có tài lộc hoặc có tin tốt. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều công việc hoặc tin tức đến cần phải lo âu giải quyết. Dù có gặp trắc trở khó khăn đến mấy cũng nên kiên nhẫn không nên bỏ ngang nhất là những việc đã có hứa hẹn. Gặp gỡ, giao thiệp chỉ đưa đến hao tốn, mất thì giờ. Tuy nhiên cũng có tài lộc. Có sự gặp gỡ bè bạn, người thân hoặc có tin, có cuộc đi ngắn. Có tin buồn. Con số may mắn 13. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục trắng. Quý nhân phù trợ, dậu thân tị. Tử vi tuổi Sửu Xem tử vi thứ ba này cho thấy, bạn tuổi sửu đang có điểm báo đôi khi khó tránh khỏi sự nóng nảy, bốc đồng, làm cho những người xung quanh mình cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Ngày này gặp cục diện ngủ hành tương xung khiến bạn khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Về phương diện tình cảm, thì người ấy có thể có cái nhìn khác về bạn trong thời điểm này, khi mà những chú trâu không có nhiều cơ hội để được nghỉ ngơi thư giãn thì bạn sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, kể cả khi đối phương chẳng hề có lỗi trong ngày này với bạn tuổi sửu cũng đang gặp được ngày có thiên tài nhập mệnh công việc đã bận rộn lại còn thêm nghề tay trái nhưng dù gì thì bạn vẫn chẳng thể bỏ được bởi cờ đến tay ai người ấy phất cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt ai nỡ chối tử tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim ngày xung của bổn mạng ngày có những tin tức khiến cho mình phải lo toan cho công việc nhiều hơn từ công sở cho đến gia đình thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa dọn dẹp chỉnh đốn lại những công việc ở quá khứ không nên buôn ba tìm kiếm không có lợi hoặc đi vì những chuyện không hay cần phải giải quyết tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy ngày xung của buồn mạng hãy nghĩ đến công việc chung mà đồng tâm ý hợp chuyện của việc làm hay vui chơi tình cảm cũng không nên khen chê nếu không vừa ý mình có tin buồn ở xa nếu có ai đến nhờ vả hoặc mong cầu sự giúp đỡ thì nên cẩn trọng tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa ngày xung của buồn mạng nếu đang tiến hành công việc hoặc chờ đợi tin tức mình mong cầu cũng không nên xem thường vì sự việc sẽ xảy ra không được như ý có sự cản trở việc đi lại di chuyển cũng nhọc nhằn dù là chuyện vui chơi hoặc tình cảm giao thiệp cũng không nên đi quá xa có tin buồn tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ ngày xung của buồn mạng thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa dọn dẹp chỉnh đốn lại những công việc ở quá khứ không nên buôn ba tìm kiếm không có lợi hoặc đi vì những chuyện không tốt cần phải giải quyết Ngày có những tin tức khiến cho mình phải lo toan cho công việc nhiều hơn từ công sở cho đến gia đình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc. Ngày xung của buồn mạng, nếu đang tiến hành công việc hoặc chờ đợi tin tức mình mong cầu cũng không nên xem thường vì sự việc sẽ xảy ra không được như ý, có sự cản trở. Việc đi lại, di chuyển cũng nhọc nhằn, dù là chuyện vui chơi hoặc tình cảm, giao thiệp cũng không nên đi quá xa. Có tin buồn, sức khỏe không tốt. Con số may mắn 27 Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường vàng nâu. Quý nhân phù trợ Tuất Mão, Hợi. Tử vi tuổi dần. Với bạn tuổi dần trải qua ngày thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng, bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, đang đe dọa túi tiền của tuổi dần. Con giáp này cần phải biết cách cân đối chi tiêu của mình, thời điểm này nguồn thu của bạn không có nhiều đâu, đừng nên phung phí. Ngày này với bạn tuổi dần, có bạn cho rằng sống là phải hưởng thụ nhưng sự thực thì nếu bạn không biết tích lũy, tiết kiệm cho tương lai, e rằng bạn hưởng thụ hôm nay nhưng ngày mai sẽ phải chịu cảnh khốn khó. Con người ta thường quen với sự sung sướng chứ mấy ai quen với việc đói khổ. Bên cạnh đó ngày thứ ba này với bạn tuổi dần cũng đang gặp ngày có thổ khắc mộc, điều này cho thấy, chuyện tình cảm gia đình cũng có thể chịu dạn nứt khi đôi bên không thể thống nhất với nhau về mặt tài chính bạn đừng nghĩ rằng đối phương khó khăn với mình hãy tự xem lại bản thân mình nữa nhé tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy gia đạo hoặc công sở có nhiều người đến do đó công việc hay bị đứt quãng hoặc khi bắt tay vào làm thì khó trước dễ sau có sự sửa sang tu bổ về nhà cửa hoặc văn phòng ngày có sự di chuyển thay đổi về công việc hoặc có những lời đề nghị mới việc tình cảm mới chớm nở không nên hấp tấp trong việc hẹn ước và cũng không nên tin cẩn quá đáng có tin xa hao tài nhỏ cho việc đi lại tiếp khách xe cộ nếu làm nghề buôn bán thì nên nhẫn nại mới có kết quả có quý nhân giúp đỡ về lời nói hoặc danh tiếng hạp các ngành nghề sửa chữa xây dựng môi giới trung gian tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa nếu có người hoặc có tin đề nghị công việc làm ăn hoặc có liên quan đến chức vụ thì nên suy nghĩ lại nên có sự tu bổ sửa chữa mua sắm chỉnh đốn lại công việc nếu có được tin tức không tốt về công ăn việc làm cũng không nên lo âu nên chờ đợi mọi việc sẽ có sự ổn thỏa có người hoặc có tin nhờ mình giúp đỡ có tin buồn ở xa tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ nếu toan tính đến chuyện tình cảm thì không nên tiến nhanh vì chưa phải là đúng thời cơ tuy nhiên cũng nên bày tỏ ý định của mình một cách khéo léo có thể có sự dòm ngó của người khác hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình mọi việc chưa phải là kết thúc nên cẩn trọng về lời nói có tin xấu về đi lại di chuyển xe cộ đề phòng rủi ro về chuyện này tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc làm việc gì cũng không nên để mình bị dính mắc thiệt thòi coi chừng có người chơi xấu gia đạo hoặc công sở có nhiều người đến do đó công việc hay bị đứt quãng hoặc khi bắt tay vào làm thì khó trước dễ sau có sự sửa sang tu bổ về nhà cửa hoặc văn phòng ngày có sự di chuyển thay đổi về công việc hoặc có những lời đề nghị mới việc tình cảm mới chớm nở không nên hấp tấp trong việc hẹn ước và cũng không nên tin cẩn quá đáng có tin tức ở xa có quý nhân giúp đỡ về lời nói hoặc danh tiếng tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim dù làm công việc gì cũng nên chờ đợi hoặc hỏi ý kiến của người trên quý nhân của mình ngày có khách bè bạn hoặc thân nhân đến đem lại chuyện vui nhưng có tin buồn về tai nạn rủi ro bệnh tật chính bản thân cũng nên cẩn trọng về việc này tài lộc vào nhanh ra nhanh hoặc phải tiêu hao cho những việc can thiết Đề phòng trong việc đi lại, di chuyển. Con số may mắn, 48. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đen, vàng. Quý nhân phù trợ, mùi, tất, hợi. Tử vi tuổi mão vận trình ngày này với bạn tuổi mão xem tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi mão đang gặp được ngày có ngủ hành mão mùi bán hợp cho nên rất có thể với bạn tuổi mão trong ngày hôm nay dễ nhận được lời tỏ tình từ người thầm thương trộm nhớ mình đã lâu bạn có thể cũng sẽ bất ngờ vì trước giờ chưa hề nhận ra được tình cảm của đối phương với bạn tuổi mão đang cảm thấy hạnh phúc gia đình càng ngày càng bền chặt khi các thành viên biết chung tay để gây dựng tổ ấm các bạn dành thời gian rảnh để chia sẻ tâm sự nhiều hơn nhờ thế mà biết thông cảm cho nhau tránh những hiểu lầm không đáng có tuy nhiên trong ngày cũng đang gặp ngày có tỷ kiên nhập mệnh có thể với bạn tuổi mão ngày này sẽ mắc sai lầm trong công việc vì cố chấp không chịu nghe lời khuyên can của mọi người bạn nên cân nhắc kỹ trước khi hành động chớ nên đơn thương độc mã nữa tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy không nên dính líu đến chuyện của người khác thêm một chuyện sẽ không tốt bằng bớt đi một chuyện hoặc bàn gia tán vào dễ có sự hiểu lầm nếu có được hỏi ý kiến cũng phải có sự khéo léo vì sự việc còn liên quan đến nhiều người hoặc dễ chạm tự ái nên tu bổ sửa chữa chỉnh đốn lại những việc cũ tâm tình bất an gia đạo có người đau ốm hoặc có chuyện buồn phiền tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa mọi việc rất dễ xảy ra trái với sự tính toán hoặc ngoài dự tính không nên tin cẩn người khác và cũng không nên quá tự tin vào chính mình sẽ có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn không tốt có tin buồn cẩn trọng sức khỏe không tốt việc đi lại giao dịch hoàn toàn không có lợi có sự hư hại về đồ đạc vật dụng tử vi tuổi kỳ mão thuộc mệnh thổ mọi việc đều có thể xảy ra không được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp có sự hư hại về đồ đạc cần phải mua sắm tu bổ sửa chữa hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự đóng góp cũng không nên từ chối mà cũng không nên quyết định ngay còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc những gì thất bại ở quá khứ này nếu làm lại thì thành công có tài lộc có tin tức sa thải nghỉ việc thuyên chuyển ưu phiền rắc rối xung đột bệnh tật tai nạn của người thân bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo có tin thay đổi chỗ ở văn phòng nơi kinh doanh có tin xa có người nhờ mình giúp đỡ hoặc góp ý kiến. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh Kim. Có tin buồn, sức khỏe không tốt, nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối, mà cũng không nên quyết định ngay, còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ. Mọi việc đều có thể xảy ra không được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp. Có sự hư hại về đồ đạc cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Con số may mắn 29. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, tuất hợi mùi. Tử vi tuổi Thìn. Vận trình ngày thứ ba này, xem tử vi của bạn tuổi Thìn cho thấy, với bạn tuổi Thìn đang có được báo hiệu đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế của mình và nếu như bạn thành công, tài vận của bạn sẽ tăng tiến nhanh chóng bất ngờ trong ngày này với bạn tuổi thìn cũng đang gặp ngày có chính tài chiếu mệnh nhắc nhở con giáp này cần phải tập trung vào công việc chính của mình hôm nay nếu làm tốt nhiệm vụ được giao thì bạn sẽ có khoản thu nhập kha khá không cần phải quá lo lắng về tài chính nữa tuy nhiên trong ngày này bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng đây là dấu hiệu cảnh báo những chú rồng nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn bạn đừng quên rằng sức khỏe là vốn quý nhất khi không có sức khỏe thì khó mà có thể làm được việc gì tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa tất cả chỉ nên nằm trong sự trao đổi thảo luận bàn bạc lập kế hoạch chưa phải là lúc tiến hành có tin xa sự hẹn hò hẹn ước chưa được như ý nhưng không phải là xấu có lộc nhỏ hoặc có việc lợi lộc sự thuận lợi đến với mình trong nhóm có người đồng ý kiến với mình tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ không nên nhúng tay vào chuyện của người khác không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc tan tính thêm sẽ không có lợi ngày nên có sự nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp chỉnh đốn lại những công việc cũ đi xa hoặc di chuyển bất lợi hoặc chỉ gặp những chuyện không như ý tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc không nên tin cẩn ở mặt bề ngoài vì công việc hoặc lời nói còn có ẩn ý tuy nhiên đây không phải là chuyện xấu vì có sự e ngại nên để người khác đứng thay cho mình có hao tốn chút ít về giao thiệp hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nếu cần di chuyển đi xa cần phải hỏi tin tức một lần nữa cho chính xác sự hẹn hò hẹn ước chưa được như ý nhưng không phải là xấu tất cả chi nên nằm trong sự trao đổi thảo luận bàn bạc lập kế hoạch chưa phải là lúc tiến hành có tin xa có lộc nhỏ hoặc có sự thuận lợi đến với mình trong nhóm có người đồng ý kiến với mình tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy khi bắt đầu công việc nên cẩn trọng, hoặc khi đi xa, di chuyển có chuyện không được như ý. Không nên tin cẩn ở mặt bề ngoài vì công việc hoặc lời nói còn có ẩn ý. Tuy nhiên đây không phải là chuyện xấu, vì có sự cẩn thận nên để người khác đứng thay cho mình. Có hao tốn chút ít về giao thiệp, hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính. Không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Con số may mắn, 4, 7. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, tất, dậu, thân. Tử vi tuổi tỵ. Xem tử vi thứ ba của 12 con giáp, thầy tử vi chỉ ra rằng, bạn tuổi tỵ được tam hội quý nhân che chở, có thể sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Con giáp này không cần phải mất nhiều thời gian cũng có thể biết được đâu là người mình vẫn luôn tìm kiếm. Sức mạnh của tình yêu vô cùng to lớn có thể trước đó bạn vẫn nghĩ rằng mình chẳng thể vượt qua được nỗi đau trong quá khứ nhưng khi người ấy đến, bạn hiểu rằng mình nên để quá khứ ngủ yên và sống cho hiện tại. Và ngày này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có thương quan nhập mệnh, điều này khiến cho tinh thần làm việc của con giáp này có phần xa sút Bản mệnh thiếu đi sự nhiệt tình, chủ động mà chỉ ngồi yên một chỗ chờ đợi được nói làm việc này việc kia mà thôi. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, việc đời còn lắm ngang trái buồn phiền, nếu bạn có gặp trở lực hoặc lâm vào thế kẹt cũng không nên chán nản, sẽ có người giúp đỡ mình, và mọi chuyện sẽ qua. Ngày có nhiều tin buồn hoặc sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, hoặc bận rộn vì chuyện tu bổ, sửa sang, mua sắm, chữa bệnh. Tài lộc chậm chạp, đi xa bất lợi, có tin xa. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Không nên trần chờ mà hãy tiến hành nhanh chóng việc cần làm. Không nên nghe lời người khác bàn ra tán vào sẽ không có lợi. Có tin buồn nên giới hạn việc đi lại di chuyển sự tiếp xúc giao thiệp hợp tác gặp gỡ đều không có lợi không đúng như dự tính tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc nên giới hạn mọi sự giao thiệp việc gì cần làm thì nên làm ngay không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt nên cẩn trọng về lời nói sức khỏe không tốt có tin buồn ngày có nhiều sự vất vả nên cẩn trọng mọi việc tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim Ngày có nhiều tin buồn hoặc sức khỏe không tốt, gia đạo bất an hoặc bận rộn vì chuyện tu bổ, sửa sang, mua sắm, chữa bệnh. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, nếu có thì cũng phải có sự chi phí khá nhiều. Đi xa bất lợi, có tin xa, việc đời còn lắm ngang trái buồn phiền, nếu bạn có gặp trở lực hoặc lâm vào thế kẹt cũng không nên chán nản, sẽ có người giúp đỡ mình và mọi chuyện sẽ qua. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh Thủy. Tài lộc còn chậm, dễ hao hay chỉ là lời hứa không nên tính toán hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài, mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh. Nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Nên cầu viện quý nhân về ý kiến, cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ hoặc công việc bị trắc trở. Con số may mắn 69. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường đỏ cam. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. tử vi tuổi ngọ. Vận trình ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có ngủ hành ngọ mùi nhị hợp, cho nên bạn tuổi ngọ hãy thoải mái thể hiện tình cảm của mình đi nhé. Có gì phải ngần ngại khi bày tỏ tình cảm với người mình yêu cơ chứ? Bạn đang hạnh phúc hơn nhiều người khi có một nơi gửi gắm tình cảm đó. Lại thêm trong ngày này có sự xuất hiện của thực thần chiếu mệnh, thắp sáng lên niềm hy vọng cho con giáp này khi mà cơ may tài lộc ùn ùn kéo tới người làm kinh doanh cần giữ cho mình cái đầu lạnh để tỉnh táo trước mọi tình huống phát sinh không làm lỡ dở thời cơ và với bạn tuổi ngọ ngày này cần phải mạnh mẽ và quyết đoán hơn dám nghĩ dám làm có như thế thì bạn mới có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này mà không phải hy sinh quá nhiều thứ đáng quý những thứ mà bạn chẳng muốn mất đi tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim trong sự di chuyển đi xa có sự trắc trở hoặc gặp rủi ro chút ít nhưng cũng không đáng lo ngại không nên bực mình khi có tin hoặc có người bè bạn nóng tánh vì hiểu lầm hoặc quá lo vì công việc sự vồn vã về tình cảm là điều không nên tài lộc trung bình có tin vui về tình cảm bè bạn gia đình có tin buồn về sức khỏe đau bệnh công việc làm ăn của người thân tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không phải là dễ dàng khi giải quyết một lần là xong còn nhiều sự việc xảy ra nếu tiến hành công việc thì nên cẩn trọng sẽ gặp nhiều rủi ro nên có sự tu bổ chỉnh đốn lại công việc nếu việc đã xong cũng cần phải xem xét lại, tài lộc dễ có sự hao tốn, có tin buồn, không như ý, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn của mình hoặc của gia đình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có hỷ sự hoặc có cuộc đi chơi ngắn, gia đạo bất an, có người đau ốm hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa. Ngày chỉ thuận lợi cho vấn đề tình cảm chứ không phải là công việc tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ không nên vì chuyện tình cảm mà bỏ ngang công việc không nên bực mình khi có tin hoặc có người bè bạn nóng tánh vì hiểu lầm hoặc quá lo vì công việc sự vồn vã về tình cảm là điều không nên trong sự di chuyển đi xa có sự trắc trở hoặc gặp rủi ro nhưng cũng không đáng lo ngại tài lộc dễ hao nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội có tin vui về tình cảm bè bạn gia đình có tin buồn về sức khỏe làm ăn của người thân Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc. Công việc có nhiều khúc mắc, bề bộn nhưng không nên hấp tấp, hoặc gia đình nhận được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn ảnh hưởng đến mọi người. Cẩn trọng về đi lại, sử dụng phương tiện về xe cộ máy móc. Sự chờ đợi về tiền bạc hoặc công danh gặp trở ngại, chậm chạp. Tình cảm và sức khỏe không tốt. Con số may mắn, 5, 8. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, cam, hồng. Quý nhân phù trợ, tất, mão, dần. tử vi tuổi mùi bước sang thứ ba này thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi mùi đang có được báo hiệu dễ gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc khi mà trong ngày đang có thiên tài xuất hiện dẫn lối chỉ đường cho con giáp này tìm được phương hướng mục tiêu đúng đắn với bạn tuổi mùi trong ngày này có được may mắn ở bên nên nghề tay trái cũng giúp cho bản mệnh thu được số tiền khá lớn chứ chẳng cần phải phụ thuộc hết vào công việc chính bạn hãy cố gắng sắp xếp thời gian để có được cơ hội trong tay trong ngày cũng gặp ngày có thổ khí vượng nhắc nhở con giáp này đừng để mình quá mệt mỏi làm hai việc cùng một lúc có thể khiến cho bạn kiệt sức nếu không nghỉ ngơi thư giãn phù hợp đừng ham công tiếc việc mà đổ bệnh đó tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có sự kết thúc hoặc khởi đầu lại cho công việc có nhiều tin tức thuận lợi cho công việc làm ăn mọi dự tính đều phải thay thay đổi chỗ ở phù hợp với thực tế gia đạo yên vui hoặc gặp được thân nhân bè bạn tốt lành tài lộc trung bình tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ tu bổ sửa chữa đồ đạc nhà cửa nên nghỉ ngơi tránh sự tranh cãi thị phi nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt có tin buồn ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương hợp tác tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa nếu toan tính đến chuyện tình cảm thì không nên tiến nhanh vì chưa phải là đúng thời cơ tuy nhiên cũng nên bày tỏ ý định của mình một cách khéo léo có thể có sự dòm ngó của người khác, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Mọi việc chưa phải là kết thúc, nên cẩn trọng về lời nói. Có tin xấu về đi lại, di chuyển xe cổ. Đề phòng rủi ro về chuyện này. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Nên có sự chậm rãi, không nên quyết định vội vàng sẽ không có sự thuận lợi tốt đẹp. Có người đến nhờ mình giúp đỡ. Tài lộc vào ra thất thường nhưng vẫn có lộc những việc tồn động ở quá khứ nên giải quyết cho xong như chữa bệnh chỉnh đốn công việc thu dọn những việc việc còn bỏ dở tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng nên giới hạn mọi sự giao thiệp việc gì cần làm thì nên làm ngay không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt nên cẩn trọng về lời nói sức khỏe không tốt có tin buồn ngày có nhiều sự vất vả nên cẩn trọng mọi việc con số may mắn, 19 Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cam. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Tử vi tuổi thân. Với bạn tuổi thân trải qua ngày thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng, bạn tuổi thân đang có được chính quan nâng đỡ, nên công việc trong ngày nhờ thế mà được giảm bớt sức ép toàn những việc là sở trường nên bản mệnh nhanh chóng hoàn thành. Và với bạn tuổi thân cũng cần phải cố gắng để phát huy năng lực của mình một cách tốt nhất. Bạn có thể gây được ấn tượng tốt với cấp trên trong thời điểm này và đó là một điều vô cùng đáng quý, tăng khả năng thăng tiến trong tương lai. Trong ngày thứ ba này bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày có thổ dưỡng kim, chuyện tình cảm lứa đôi có những dấu hiệu tăng nhiệt. Bỏ qua mâu thuẫn, tháo gỡ hiểu lầm, bạn và người ấy dần hiểu ra tình cảm của mình dành cho đối phương, dần học cách thông cảm và bao dung cho nhau. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều tin vui hoặc việc làm bình thường. Sự mong cầu về tài lộc còn chậm hoặc chỉ có lộc ăn, quà tặng. Có khách hoặc có tin đến phải tạm dừng công việc, phải ra đi để giải quyết, tiếp xúc. Chuyện tình cảm đôi lứa nên chờ một dịp khác, chớ nên quyết định. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa mọi việc chưa phải là lúc tiến hành vì còn nhiều trở ngại do công việc hoặc người mình mong muốn lại không đến nếu có đến lại không đúng như mình đã nghĩ chờ đợi tin tức còn chậm hoặc không được như ý ngày có sự tiến thoái lưỡng nan nên ngồi yên và chờ một dịp khác có tài lộc nhỏ chuyện tình cảm không nên dây dưa không có kết quả tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước có khách đến không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại, có tin xa, nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh Mộc. Dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng nên cố gắng dàn xếp cho ổn thỏa hoặc làm xong công việc sẽ có kết quả tốt có khách hoặc có tin đến phải tạm dừng công việc, phải ra đi để giải quyết, tiếp xúc. Có tài lộc, nhưng phải hao tán cho mọi chi phí, nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ, có lộc ăn, quà tặng. Chuyện tình cảm đôi lứa nên chờ một dịp khác, chớ nên quyết định. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có khách đến, không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại có tin xa, nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại, nên tiến hành tuần tự giải quyết. Con số may mắn, 4, 8. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. Tử vi tuổi dậu. Xem tử vi tuổi dậu ngày thứ ba này cho thấy, bạn tuổi dậu đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, điều này rất có thể sẽ làm đảo lộn cuộc sống của tuổi dậu ít nhiều. Những kẻ tiểu nhân tìm đủ mọi cách để phá hoại công việc mà bạn đang làm, răng ra mọi cảm bẫy để khiến bạn sụp đổ. Và ngày này, dường như lòng ganh tị với thành quả mà con giáp này đạt được quá lớn, nên những kẻ tiểu nhân khó mà dễ dàng buông tha cho bản mệnh. Những chú gà cần phải cẩn trọng hơn, tránh để mắc sai sót không đáng có trong ngày lại đang có được sự hỗ trợ của ngũ hành tương sinh đây sẽ là điểm tựa cho con giáp này khi mà tình yêu nâng bước an ủi bạn mỗi khi bạn thấy nản lòng bản mệnh cần mạnh mẽ hơn nữa đừng vội bỏ cuộc mà khiến cho người ấy thất vọng tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy cần phải có sự thay đổi hoàn cảnh tình thế hiện tại dù có hao tốn hoặc khó nhọc nhưng sau này sẽ có kết quả tốt ngày có nhiều lo âu bận rộn chuyện nhà cửa công danh tình cảm sức khỏe bổn mạng của mình lẫn người thân tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người không nên tự mình giải quyết có sự hư hại về đồ đạc vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe ngày có sự gặp gỡ đông người nhưng cũng có người mình không vừa ý hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe đi xa sử dụng phương tiện xe cộ máy móc nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ ngày có sự gặp gỡ đông người nhưng cũng có người mình không vừa ý hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe đi xa sử dụng phương tiện xe cộ máy móc nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người không nên tự mình giải quyết có sự hư hại về đồ đạc vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nếu không phải là chuyện quan trọng và cần thiết thì nên giới hạn trong sự giao thiệp dễ có sự hao tốn không nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn mình vào chuyện cần phải có sự thay đổi hoàn cảnh tình thế hiện tại dù có khó nhọc nhưng sau này sẽ có kết quả tốt ngày có nhiều lo âu bận rộn chuyện nhà cửa công danh tình cảm của mình lẫn người thân tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nhà có đám tiệc hoặc được mời dự làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người không nên tự mình giải quyết có sự hư hại về đồ đạc vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe Ngày có sự gặp gỡ đông người, nhưng cũng có người mình không vừa ý, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Con số may mắn, 6, 7. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, vàng. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. Tử vi tuổi tuất, Vận trình ngày thứ ba này, xem tử vi của tuổi tuất cho thấy, bạn đang gặp cục diện mùi tuất tương phá, điều này cảnh báo về nguy cơ dạn nứt tình cảm gia đình của tuổi tuất. Có thể bạn đang đặt cái tôi của mình lên quá cao, cao hơn cả tình cảm ruột thịt nên mới vậy. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, với bạn tuổi tuất hãy học cách bao dung, tha thứ cho người mình yêu thương. Ai chẳng có lúc mắc sai lầm, bởi đâu ai trong chúng ta là người hoàn hảo, bạn hãy nhắc mình như vậy mỗi ngày nhé trong ngày này, bạn tuổi tuất cũng đang gặp được ngày có chính tài ở bên, điều này cho thấy nguồn thu nhập của con giáp này trong ngày khá ổn định vững vàng và giúp cho bản mệnh có thể yên tâm làm những việc mình muốn, không cần phải quá căng thẳng lo toan về tiền bạc. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, Mọi việc cần nên nhẫn nại, không nên chỉ nghe ý kiến của một phía, cần chờ đợi những tin tức khác rồi mới quyết định. Có sự sai hẹn, rời hẹn hoặc lời nói của mình bị hiểu lầm qua một ý nghĩa khác đưa đến trách oán có tin tức ở xa về chuyện tình cảm sức khỏe buồn mạng của người thân có lộc nhỏ gia đạo không nên có sự bất hòa vì có nhiều ý tưởng trái nghịch nhau tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên tìm gặp quý nhân hoặc tự mình phải suy nghĩ ra những sáng kiến khác thì mới có thể thành công nếu không cần phải tìm hiểu ý nghĩ còn ẩn giấu khi nhận được tin tức hoặc của người bàn thảo với mình có sự tu bổ sửa chữa chỉnh đốn về đồ đạc vật dụng hãy đắn đo về chuyện tiền bạc tử vi tuổi mậu tất thuộc mệnh mộc có nhiều sự xoay chuyển thay đổi bất ngờ hoặc ngày gặp nhiều áp lực về công việc hoàn canh gây ra mọi việc tiến hành đều phải có sự cẩn trọng và kiên nhẫn nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động dễ bị vướng mắc lôi thôi có tin xa gặp lại người xưa chuyện cũ sự cầu tài cầu lộc có tính bất ngờ nếu không so đo tính toán tử vi tuổi canh tất thuộc mệnh kim có sự sai hẹn rời hẹn hoặc lời nói của mình bị hiểu lầm qua một ý nghĩa khác đưa đến trách oán mọi việc cần nên nhẫn nại, không nên chỉ nghe ý kiến của một phía, cần chờ đợi những tin tức khác rồi mới quyết định. Có tin tức ở xa về chuyện tình cảm, sức khỏe, bổn mạng của người thân. Có lộc nhỏ, gia đạo không nên có sự bất hòa vì có nhiều ý tưởng trái nghịch nhau. Tử vi tuổi Nhâm Tất thuộc mệnh Thủy, ngày có nhiều công việc đến cần phải giải quyết từ công việc, gia đạo, nhà cửa cho đến chuyện tình cảm. Đề phòng người dưới có chuyện làm hại đến mình hoặc họ bị rủi ro tai nạn cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, hoặc có sự hư hại về xe cộ, máy móc nhưng nếu cần thiết thì nên di chuyển mới có kết quả. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ, có sự gặp gỡ bè bạn, người thân. Con số may mắn, 4, 7. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. Tử vi tuổi hợi. Với bạn tuổi hợi bước sang ngày thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng, bạn đang có được báo hiệu chuyện tình cảm khởi sắc mạnh mẽ, và với bạn tuổi hợi hãy nắm bắt hạnh phúc khi nó đến với mình nhé. Bạn đang được tam hợp quý nhân chỉ lối, xe duyên, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này cũng chính là lỡ mất hạnh phúc đó. Và ngày này đối với các cặp vợ chồng tuổi hợi, dần tìm được điểm cân bằng cho mối quan hệ của mình. Bạn không còn thấy quá mức bức xúc vì những lỗi nhỏ của đối phương nữa mà học cách chấp nhận, bao dung cho những thiếu sót đó. Lại thêm trong ngày có được chính ấn chiếu mệnh, nâng bước thăng tiến của tuổi hợi nhanh chóng. Con giáp này phát huy được năng lực của mình, giành được sự tin tưởng và tín nhiệm của cấp trên sau bao thử thách và nhiệm vụ khó nhằn. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc không nên lơ là dễ gặp rủi ro, hoặc bị trách oán, dèm pha có sự tu bổ sửa chữa hao tốn về mua sắm hoặc có sự hư hại về đồ đạc nên thay đổi hoàn cảnh sống việc làm hiện tại có tin buồn tài lộc không tốt tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ công việc dù có khó khăn đến đâu cũng cần có sự nhẫn nại sau mới có kết quả nên có sự chia sẻ về tài lộc nếu có có quý nhân giúp đỡ mọi việc đều thay đổi có tin tức ở nơi xa hạp các nghề xây dựng kiến trúc du lịch tiếp thị phóng viên địa ốc tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội sức khỏe không tốt có tin buồn gia đạo bất an trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu chỉ nên nghỉ ngơi không nên mưu tính sẽ khó có kết quả tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình hoặc gặp chuyện thị phi nói xấu tranh cãi có tin buồn sức khỏe không tốt đề phòng rủi ro tai nạn mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính không nên nhúng tay vào chuyện công danh tình cảm của người khác tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội sức khỏe không tốt, có tin buồn, gia đạo bất an, trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu. chỉ nên nghỉ ngơi, không nên mưu tính sẽ khó có kết quả. con số may mắn 68, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng bạc, quý nhân phù trợ tý, sửu, mùi. cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại